Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá, Chúa Giêsu có mẹ người cùng với chị mẹ người là bà Maria vợ ông Cleopas và bà Maria Magdalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu nói với mẹ rằng: "Thưa bà, này là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Này là mẹ con." Và từ giờ đó môn đệ đã đón bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất để lời kinh thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm. Họ liền lấy miếng bọt biển thấm đầy giấm quấn vào nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Khi đã nếm giấm xong, Chúa Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục đầu xuống trao thần khí. Đó là lời Chúa. Chúa ơi, xin cất con về, con đau đớn quá. Đó là lời cuối cùng của anh con đây, là ông trưởng Đa Minh Nguyễn Văn Bình, là trưởng giáp ở bản giáp của con. Rồi vào trong miền Nam này, ông lại quy tụ bà con di cư vào đây làm bản giáp, trưởng giáp, giáp tiền tiếp tục. Và rồi ông bị bệnh, và trong lúc mà không còn trông cậy gì ở khả năng của con người nữa, thì ông đã hướng về Chúa và phó thác cuộc đời cho Chúa trong đau đớn của bệnh tật. Và đấy là điều an ủi cho gia đình Tang Quyến, cho chị, các con, các cháu và cho tất cả chúng ta, những ai đang phục vụ Chúa, những ai đang tin vào Chúa, đang phục vụ Chúa và đang bước đi theo Chúa Giêsu. Rồi đến một lúc nào đó trong cuộc đời của chúng ta, chớ gì chúng ta cũng biết hướng lên Chúa để chúng ta cầu nguyện với Chúa, có gì đó rất giống với lời của tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Mọi sự đã hoàn tất. Cuộc đời của chúng ta rồi cũng có những lúc vui, lúc buồn, nhưng có những lúc đau khổ, đau đớn mà chúng ta không làm gì được nữa. Chúng ta thật hạnh phúc khi mà chúng ta còn biết hướng lên Chúa để phó thác cuộc đời của chúng ta cho Chúa, linh hồn và thân xác chúng ta cho Thiên Chúa, đứng hằng yêu thương chúng ta, phải yêu thương chúng ta vô cùng. Con có nghĩ lời tin mừng mà chúng ta vừa nghe đây không có một chỗ nào là thừa cho cuộc đời này cả. Tất cả hãy nhìn vào đây để rồi chúng ta đi chọn cuộc đời dương thế của chúng ta trong niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa là Cha đầy lòng yêu thương, để chúng ta không bao giờ thất vọng cho dù cuộc đời của chúng ta có thế nào đi nữa. Dù nghèo túng, dù bệnh tật, xa cơ nỡ vận, dù đau đớn, thì chúng ta cũng biết cậy trông vào Chúa. Đó là niềm hạnh phúc của người Kitô hữu của chúng ta, có thể nói như thế. Trước khi con vào dâng lễ an táng cho anh con đây, thì ở giáo xứ của con, hôm trước con
ban bí tích cuối cùng cho một chị mới ngoài 30 tuổi, ba đứa con, 6 năm ung thư, phổi di căn lên não. Và khi con về xứ đó, con mới về thôi, thì trong một bữa tiệc và mỗi một lần đến cái họ đó dâng lễ, thì là nhất là trong những dịp mà kết thúc tháng hoa, kết thúc tháng mân côi, thì là cả họ cũng đều là ăn cả, vì nó ít người. Thì chị ta ngồi trên xe lăn và ra ăn tiệc rất vui vẻ. Trong 6 năm như thế, người chồng cứ chở xe vợ lên già dòng mân côi của Bùi Chu để các gì vật lý trị liệu cho. Rồi đến thứ bảy thì lại đón vợ về tham dự thánh lễ. Rồi thứ hai lại đưa vợ lên ở nhà nuôi ba con. Cái hoàn cảnh cũng thật là thương tâm, mà cũng Chúa ban cho kinh tế cũng khá, thì cũng đã đủ tất cả các thứ rồi. Nhưng mà con thấy ở nơi chị đó một cái tinh thần phó thác cái con ban bí tích cuối cùng. Và khi trên đường vào đây thì là gia đình báo tin là chị đã qua đời. Đó là một cuộc đời chúng ta không lý giải được tại sao con người lại ở trong những cái hoàn cảnh như thế, tại sao không khác đi được. Đó. Rồi ông trưởng Đan Minh đây qua đời ở đây. Con nghe kể là khi vào bệnh viện, y khoa người ta không còn làm được gì nữa, họ lấy khăn che người và đưa về một phòng chỉ trong đau đớn thôi. Rồi xin về nhà thì lại tỉnh táo. Và rồi trong những cơn đau của bệnh, ông đã biết kêu lên với Thiên Chúa trong tâm tình phó thác. Và Chúa gọi ông ra đi trong cái hoàn cảnh như thế, thật là phúc cho gia đình. Và con có thể nói phúc cho tất cả những ai sống trên cuộc đời này trong giai đoạn cuối cùng mà mình biết hướng lên Chúa, biết phó thác cuộc đời mình cho Chúa bất cứ hoàn cảnh nào, thì thật là hạnh phúc. Trong tháng thánh tâm, con có viết một câu thơ và gửi cho gia đình phả tạ thánh tâm. Con phụ trách gia đình phả tạ thánh tâm, nói về cái chết, tình yêu của Chúa giữa trời và đất giang tay, không làm gì nữa, chỉ say tình người. Vâng, con nghĩ là sẽ có một lúc trong cuộc đời của chúng ta đối diện với cái chết, chúng ta không còn làm gì được nữa, khoa học, kỹ thuật không làm gì được nữa, sức mạnh của con người không làm gì được nữa, nhưng chúng ta vẫn có thể yêu mến Chúa, chúng ta có thể nói lạy Chúa, xin cho con về, xin cất con đi. Vâng, nó rất giống những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Và như thế cuộc đời Kitô hữu của chúng ta thật là hạnh phúc. Xin Chúa qua cái chết của ông Lam Minh đây giúp chúng con nhìn lại cuộc đời của chúng con. Chúng con nhận ra ơn phúc mà Chúa đã ban cho chúng con khi chúng con đón nhận niềm tin vào Chúa. Xin Chúa gìn giữ đức tin của mỗi người chúng con, nhất là trong những lúc đau thương nhất, trong những lúc phải đối diện với cái chết mà chúng con không còn làm gì được nữa, thì chúng con cũng biết phó thác linh hồn và xác chúng con trong tay Chúa. Amen.